Ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Sau gần 10 năm, nguồn cung vàng miếng SJC trên thị trường hạn chế có thể là một trong những nguyên nhân khiến chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và quốc tế duy trì ở mức cao. Ngân hàng nhà nước đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện cấp hẳn mức sản xuất vàng miếng trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô. Việc xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, tăng cung cấp vàng miếng trên thị trường, giải quyết được những vấn đề tranh lệch giá.